Hello, xin chào mừng tất cả anh em đã đến với kênh YouTube của Tok Game Live. Và hôm nay của bạn sẽ giới thiệu anh em một tựa game mobile vừa mới ra mắt tại thị trường Việt Nam, có tên gọi là Trận Chiến Huyền Ảo, một tựa game nhập vai hành động mang phong cách roguelike đến nhanh solar play. Thì bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau khám phá nhé. Con game này chơi kiểu màn hình ngang, thường mình thấy đã dạng game roguelike là chơi màn dọc, nhưng mà game này chơi màn hình ngang. Cái chủ đề game này thì mang đề tài tiên hiệp nhé mọi người nhé. Chúng ta sẽ có 4 lớp nhân vật để các bạn lựa chọn. Đây, nó không có tên nhân vật luôn. Cay dã man, đó là cái 4 nhân vật với 4 vũ khí, 4 phong cách chiến đấu khác nhau thôi. Thì có lẽ mình sẽ chơi nhân vật nữ đây đi, bắt đầu này. Và chúng ta sẽ cùng nhau vào game, khám phá con trận chiến huyền ảo này. Game này thì là game tiên hiệp. Chúng ta sẽ có một con game mang phong cách roguelike, các bạn sẽ điều khiển nhân vật như này. Đó, nhân vật thì nó sẽ tự động chiến đấu, kẻ địch ở xung quanh. Và đây là cho màn chơi nhé mọi người nhé. Đấy, ô nhà được cái gì này? Cái này để hồi máu thôi. Khi mà tiêu diệt quái vật ấy, các bạn sẽ nhận được cái ESP. Đấy, nhặt cái ESP này thì các bạn sẽ lên cấp. Và khi lên cấp thì các bạn sẽ chọn một trong 3 kỹ năng. Nó có thể là kỹ năng chủ động, kỹ năng bị động. Đấy, mình sẽ sử dụng kỹ năng này. Đó, nó sẽ đánh ra các kỹ năng mới. Đó, các bạn thấy không? Đó, tức là ngoài kỹ năng nhân vật thì nó sẽ các bạn này học thêm các kỹ năng mới nhá. Các kỹ năng nào có rồi thì nó sẽ nâng cấp lên. Đấy, kiểu level 1, level 2, level 3 ấy mọi người. Nói chung cái kiểu roguelike này thì mình nghĩ là nhiều anh em chơi rồi. Cái này rất là quen ở trên mobile rồi. Các bạn thấy không? Nâng cấp này, bắn ra chim này, bắn ra chim chóc luôn. Đấy, các bạn không? Quái thì nó sẽ quay vào. Cái dạng game này thì thường như mình đã nói là mình thấy là chơi kiểu màn hình dọc vì thích hơn là màn hình ngang. Nhưng được cái màn hình ngang thì các bạn có thể theo dõi các thứ nó rộng hơn, góc nhìn nó các thứ hơn. Nhưng mà cầm điện thoại thì nó sẽ phải cầm ngang điện thoại, hơi mỏi tay một tí. Đừng để quái nó chạm vào nhé các bạn nhé. Quái chạm vào thì các bạn sẽ mất máu. Thì đánh một trong một màn chơi thì sẽ bao gồm là 3 con boss, trong đấy có 2 mini boss và một cái boss chính của đánh hoàn thành thì các bạn sẽ vượt ải. Ui quái này. Đấy, cố gắng đánh nhiều quái nhá, đánh nhiều quái thì các bạn có thể gọi là lên cấp các thứ. Đây mình sẽ có một cái kỹ năng này, thu linh đan này. Úi dồi ôi, thu cái XP vào. Bạn này quái rất là đông đúng không? Các bạn phải khéo léo di chuyển nhá. Game thì sẽ không có auto đâu mà sẽ phụ thuộc vào cái gọi là kỹ năng cá nhân người chơi đâu. Đấy, các bạn thấy quái rất là đông. Quái nó cứ chạm vào mình là mình sẽ mất máu. Rồi, sử dụng kỹ năng mới này. Mình thấy là không biết là 4 nhân vật thì nó có gì khác biệt lắm không. Đấy, vì đằng nào kỹ năng cũng nhặt được đấy. Nâng cấp kỹ năng này. Bạn này bắn ra tùm lum chim chóc các thứ luôn này. Ôi, sắp đến con mini boss nó sắp xuất hiện rồi mọi người ạ. Đấy, cố gắng nhặt, phải nhớ nhặt nhá. Nhặt cái này này. Đấy, để lên cấp. Cái kỹ năng mà lên level 5 thì có thể nâng lên level đỏ này. Đấy, bắn ra con Phượng Hoàng luôn. Phượng Hoàng đỏ luôn mọi người ạ. Ui, đông chưa, đông chưa, quái đông đấy. Lại lên cấp rồi này. Nâng cấp tiếp. Đấy, bắn ra 3 vòng rồi. Đây, mini boss này mọi người thấy không? Nó sẽ to hơn bình thường. Các bạn phải để né nhá, đừng để nó chạm vào. Chạm vào là mất rất là nhiều máu. Lại lên cấp rồi. Đây kỹ năng bị động này, giảm thời gian cooldown phát bảo. Ok, và mình sẽ nâng cấp cả cái kỹ năng bị động, nó cũng rất là quan trọng, giúp nhân vật mình chiến đấu nó khỏe hơn. Rồi, tiêu diệt mini boss thì các bạn sẽ được quay. Quay này có thể là quay ra kỹ năng hoặc là quay ra vật phẩm. Thường là sẽ ra kỹ năng rất là nhiều anh em nhé. Nó sẽ ngẫu nhiên quay. Rồi, nâng cấp lên. Ấn vào cái hồ lô thù phát này. Đấy, lại lên cấp rồi. Tốc độ đừng đạn tất cả pháp bảo. Ok, nâng luôn. Nói chung là chọn kỹ năng như thế nào thì tùy người chơi nhé mọi người nhá. Đấy, các bạn sẽ không thể nâng cấp hết được đâu. Bởi vì một màn chơi thì thời gian nó cũng chỉ kéo vào khoảng 5 phút thôi. Tăng cái vòng linh này lên, bắn ra xung quanh luôn. Đó. Game này thì về bản chất thì nó chơi rất là đơn giản, dễ chơi. Đấy, dành cho bạn nào thích dạng game nhập vai roguelike. Sau này thì ở bên ngoài thì các bạn sẽ có cả phần nâng cấp nhân vật nữa. Lại lên cấp này, lên vòng đỏ luôn. Ui bắn ra mấy cái vòng to đùng này. Đấy. Mình nghĩ là các bạn nên ưu tiên là nâng một cái lên, một hai vài cái lên màu đỏ ấy. Mạnh dã man luôn này. Lại lên cấp rồi. Cánh phong lôi này. Đấy, ui, đông đấy, ui, sức giao thịnh đánh mấy con rơi này nhá, nó rơi rất là nhiều XP anh em ạ. Rồi, lại lên cấp.
tăng nhẹ sát thương khu vực này. Đấy rồi, mấy con rơi ra đây. Bấm một phát thu hồ thu này. À, có cái hồ lô nó thu ra cái XP xung quanh ấy. Ui bắn này, bạn thấy không? Nâng lên kỹ phẩm, nâng level lên màu đỏ luôn, tức là 6 sao ấy, mạnh dã man luôn. Ui. Mạnh chưa? Sắp đến con mini boss thứ hai rồi. Qua wow, là mạnh luôn. Úi xồi. Uầy uầy. Mạnh à. Có cái lửa này là cái gì đấy? Hình như tăng sát thương rồi. Nó sẽ nổ luôn tất cả quái xung quanh luôn. Đấy. Sát thương pháp bảo tăng 15% này. Đấy. Con mini boss 2 nó ra rồi anh em ơi. Đây đây, con kinh công. Rồi, nói chung là những cái ải ban đầu thì bao giờ nó cũng sẽ rất là dễ thôi. Đấy, tiêu diệt con kinh công rồi. Lại quay này. Đấy, nó sẽ mở ngẫu nhiên nhá. Đấy, 3 cái luôn. Ui, ui, ui. Hiệu ứng chiến đấu thì mình thấy là ok nhá mọi người nhá. Đấy, bắn ra cái sáo này. Ui. Đỉnh không? Hiệu ứng kỹ năng rất là đẹp. Đấy, game này thì đồ họa 2.5D anh em ạ. Rất là hoành tráng, hiệu ứng kỹ năng rất là hoành tráng luôn. Lại lên cấp rồi. Chúng ta sẽ sát thương pháp bảo. Cái này là những cái pháp bảo bắn ra xung quanh. Sắp đến boss chính này. Thành boss chính sẽ bắn ra xung quanh. Bắt đầu chạm vào sẽ mất máu nhá. Đấy, mình chạm thử cho anh em biết không. Lại mở ra kỹ năng mới này mọi người này. Đó, game nữa sẽ sau này các bạn sẽ học được thêm cả các cái kỹ năng mới nữa. Thiếu chủ nhấc vào đây rồi con game trận chiến thế nào này thì nó có những cái yếu tố gọi là game nhập vai, các bạn có thể đánh quái các thứ bên ngoài luôn. Đó, chẳng qua là bên ngoài này thế không? Không bên ngoài các kiểu luôn. Đấy. Cái kiểu gameplay thì nó cũng rất là đa dạng. Trong trận chiến này, có phần gameplay này cũng rất là đa dạng và trải nghiệm. Đồ họa full 3D nhé, ra ngoài là full 3D, còn lúc trong vẫn trong trận chiến này. Thần Trường Huy giao cho người ta cũng được. Trận chiến thế nào? Đồ họa full 3D anh em ạ. Thành chủ, ác đồ vừa xong, dẫn người giết đến đây rồi. Trận này có khó bản rồi. Yêu hội các kiểu. Như là một cái nhà văn bình thường thôi, và là phần cơ chế gameplay thì nó sẽ không có lai bắn ngoài là nhiệm vụ bất thường. Nó khóa ải sau là mình sẽ phải chơi lần mình sẽ mở khóa ải sau. Nhóc cổ là mình lại băng con. Ơi đang nghe này có kỹ năng chúng ta sẽ đi tiếp tục chiến nữa. Đấy, kiểu chiến vượt ải thì sẽ vào lại vào trận đấu như này. Đó, anh nhìn thấy không? Lưu ý cái phần này nhá. Game đánh theo ải thì khi mà vào ải thì chơi như này hơn. Game chơi thì nó là đấy là game chơi được đấy. Đấy, chiến trận. Wow. Đó. Đây.
fan. Bạn nào mà thích game Spyro